chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Simple English của hệ thống trung tâm ngữ Âu Châu. Hôm nay, Simple English sẽ cùng các bạn tìm hiểu các cụm động từ đi với giới từ up nhé. Đầu tiên, chúng ta có một cụm động từ có nghĩa là ăn diện, mặc trang phục đẹp hơn so với bình thường. Và các bạn lưu ý hãy phân biệt cụm động từ này với các từ get dressed hoặc là put on nhé. Đó là dress up. For example, dress up, let's go to the party. Tiếp theo chúng ta có bring up. Cụm động từ này sẽ có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất có nghĩa là nuôi nấng, nuôi dưỡng một ai đó. Bring someone up. For example, he thanks his parents for bringing him up. Và nghĩa thứ hai chúng ta có đề cập hoặc nhắc đến một chủ đề nào đó. For example, they felt uncomfortable when he brought up the matter. Và từ tiếp theo đó chính là build up. Cụm từ này sẽ khá quen thuộc với đa số những bạn học tiếng Anh. Nó có nghĩa là tăng số lượng hoặc là bổ sung. For example, build up your vocabulary if you want to speak English fluently. Tiếp theo, chúng ta có một cụm động từ có ý nghĩa hoàn toàn giống với động từ gốc của nó, đó chính là call up. Có nghĩa là gọi điện cho ai đó. For example, she called me up at the middle of the night. Và cuối cùng chúng ta có cụm động từ check up, có ý nghĩa giống như động từ check, đó là kiểm tra. For example, I had better check up the children to see if they are okay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại bằng cách chọn một trong những cụm động từ để điền vào hai câu sau đây nhé. Và vừa rồi là những cụm động từ thông dụng đi với giới từ up. Nếu như các bạn còn biết cụm động từ nào nữa, hãy comment bên dưới video để chúng ta cùng nhau học nhé. Goodbye!